xin được kính chào toàn thể quý anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của em. Vâng, hôm trước thì em cũng đã lên một chiếc RX350 sản xuất năm 2018 màu đen. Thì hôm nay em lại có một chiếc màu trắng, có thêm tùy chọn màu sắc cho anh chị. Vâng, chiếc RX350 này thì được sản xuất năm 2019, đăng ký chính chủ biển Hà Nội. Xe đầy đủ các lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại chính hãng. Chiếc này thì cũng rất là đều xe, xe rất là chất, chạy 5 vạn km. Nội thất của xe là màu nâu da bò. Đó, cũng giống với các màu nội thất của chiếc màu đen em đã lên ở các video trước. Chiếc này thì là chiếc đời chót trước khi mà Lexus nâng cấp cái dòng RX với cái ngoại thất mới, như giống như cái phiên bản hiện tại ở trong hãng đang có. Đây là bên trong xe. Xe được bác chủ đi rất là giữ gìn. Tiểu ra ghế cho đến các cái chi tiết rất mới. Các anh chị nào mà không thích cái màu ngoại thất màu đen ấy có thể cân nhắc chiếc này. Đó, màu trắng thì trông cũng sang hơn. Xe thì cũng vừa được thay nguyên dàn lốp bộ 4 lốp đết 2021 rồi, rất là mới. Thường thì xe khi chạy ở Việt Nam thì tầm khoảng 5-6 vạn là nên thay bộ lốp mới đi rồi. Trang bị đầy đủ các cái option. Ba đèn này đi kèm với cả rửa đèn pha, camera 360, đầy đủ các cảm biến. Xe chạy được là 5 vạn 5 vạn 1. Tất cả các chức năng, các trang bị trên xe đều hoạt động bình thường, không có một cái vấn đề gì xảy ra. Tâm với những cái dòng Lexus mà em Khánh bán thì đều đầy đủ các cái lịch sử xe cũng như là cái lịch sử bảo dưỡng trong hãng, anh chị có thể tra ra ngay. Cái phím chức năng ghế lái, chúng ta vẫn có ghế chỉnh điện, nhớ 3 vị trí ghế cho hàng ghế trước. Trên này là sạc không dây này, sấy sưởi, sấy và làm mát ghế. Auto hold, phanh tự động, auto hold này, giữ phanh tự động và phanh tay điện tử. 5 chế độ lái này, chế độ ngắt vi sai. Có màn hình cỡ lớn nữa, đi kèm với các cái tính năng chuẩn kết nối như USB, Bluetooth hay là AUX. Có thêm 15 loa Mark Le Vision, nhiều hơn so với cái bản RX200T, RX300. Rồi những cái bản dưới thì chỉ có 12 loa Lexus Premium thôi. Đây chúng ta có dàn âm thanh cao cấp Mark Le Vision.
đây là cái phím chức năng để dùng để điều khiển điều hòa như là màn hình giải trí. Ở đời 2016 đến 2019 thì chúng ta có cái phối màu trên táp lô này, màu nâu sô cô la rất là xịn sò, rất sang trọng. Ở từ 2020 cuối 19 2020 đổ lên ở cái form mới thì chúng ta chỉ có màu đen thôi. Xe còn rất là mới anh chị nhé. Dòng RX này thì anh chị nào mà đã lái Lexus nhiều rồi có thể biết được là cái dòng RX này tay lái của nó rất là sướng, trợ lực điện lái rất là êm. Ngồi vào trong khoang cabin của chiếc Lexus RX này thì chúng ta cũng có thể cảm nhận được cái sự yên tĩnh đặc trưng của cái thương hiệu xe Lexus, lái rất êm, cách âm tốt mà cảm giác rất là đặc trưng của Lexus. Là cái giá trị riêng mà Lexus đem lại cho cái khách hàng tại Việt Nam mà không, chúng ta không thể phủ nhận được. Đấy cũng chính là cái lý do mà vì sao Lexus luôn có một cái vị thế riêng trong phân khúc xe ô tô hạng sang tại Việt Nam, mặc dù có rất nhiều các cái đối thủ mạnh đến từ Đức và châu Âu. Rất mới anh chị nhá, hàng ghế thứ hai mới cực kỳ luôn. Chị có thể nhìn qua hình ảnh em quay đây. Ghế da zin. Đó, chất liệu da semi anilai cao cấp. Rất là mới. Cái da semi anilai này thì cũng được Range Rover, một cái thương hiệu xe sang đến từ Anh Quốc sử dụng. Đó, chất liệu da cao cấp. Rất là mềm. Mềm và mịn. Ngồi thích lắm anh chị ạ. Kết hợp với cả các cái mút bên dưới lớp da này của Lexus thì nó là dạng mút mềm, ngồi rất là thích. Độ ngả của ghế thì cũng rất là tuyệt vời, chỗ để chân cũng rất thoải mái và chúng ta có cả cửa gió điều hòa ở phía sau tạo cho không gian của xe rất là thoáng mát và không bị bí. Về cơ bản thì khoang cabin của chiếc RX này cũng rất là rộng rồi. Cốp đây. Và chiếc RX 350 này sản xuất năm 2019, lăn bánh 5 vạn 1. Em Khánh đang chào bán với giá là 3 tỷ 899 triệu. Anh chị mà không ưng cái màu ngoại thất màu đen như chiếc hôm trước em đăng lên, chiếc 2018, thì anh chị cũng có thể cân nhắc chiếc này. Đó. Chiếc nào cũng đều rất là chất, rất là mới. Anh chị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng xe. Mọi thông tin chi tiết thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại để được hỗ trợ và tư vấn nhé. Em Khánh vẫn hỗ trợ anh chị mọi cái thủ tục khi mua xe bên em. Em cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hẹn gặp lại mọi người ở những chiếc Lexus tiếp theo.